lô 110. Trời ơi, đầu game đã bắt đầu cũng kéo bùa luôn rồi. Và chào mừng mọi người đã quay lại với kênh của tôi, và lại là tôi đây, Tất Một Xin đây. Chắc cái câu nói này cũng rất là lâu rồi mọi người mới quay nghe lại, bởi vì cũng được hơn một tháng mà tôi chưa ra clip, và tôi chỉ live stream và còn cũng bùng khá là nhiều đợt live stream. Thì như yêu cầu của mọi người thì hôm nay tôi sẽ ra clip cho mọi người để hướng dẫn mọi người chơi con bài Sinestria, và đối đầu đó chính là con bài Florentino nha. Cái gì đây, đầu game mà đã sang cướp bóc khiếp, sang quậy phá chết người này. Thì như chắc mọi người đã thấy thì ở bên kia không biết là phải hay không, thì đó là thấy Floor là một TikToker, thấy như là một TikToker khá là nổi tiếng ở trên nền tảng TikTok ấy. Nói chung là hôm nay để cho mọi người, thì mọi người chắc cũng biết về kỹ năng của bạn ấy rồi, thì cái trận đấu này cũng là tôi quay cũng khá lâu rồi nên là sợ, nên là mọi người mới thấy tại sao bây giờ mới danh cao thủ. Trời ơi, làm sao mà chạy được. Chứ thực ra cái nick này bây giờ của tôi lên được 70 mấy sao. Hôm nay là cái này là tôi chỉ ngồi tôi bình luận lại thôi. Các mọi người thông cảm nha. Nên mọi người có thắc mắc tại sao đó là danh cao thủ thì đấy, đấy là lý do tại sao là danh cao thủ nha. Thế như phở lo. Từ từ chúng ta sẽ ăn nhẹ con. Ôi cái gì mà cắt nó thế nhỉ? Cắt nó nhỉ? Thôi mất luôn con rồng rồi. Thôi bỏ nha. Ui múa rất ghê. Kinh ngon. Thôi Grab không chạy được luôn. Tự ăn con chim rồi Grab không chạy được luôn. Tuy nhiên kia múa khá là mượt. Rồi thì nói chung là chúng ta muốn đối đầu mới. Ui cái gì đấy. Thôi mà. Trời ơi lại còn nấp 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 nấp. Thôi xong luôn rồi. Thì nó úp luôn ở trong bụi. Thì mọi người đối đầu với Flo ấy, thì mọi người nên lưu ý tôi ấy. Nếu các bạn nào mà kỹ năng đủ cao đủ ổn đi rừng như cặp gáy kinh thế, trời ơi chửi mình luôn, ghê quá, ghê gớm á. Thì mấy thanh niên này mấy thanh niên kia thua mấy trận nên gặp lại hơi cay hay sao á. Úi giời, ui giời ơi, siêu việt. Ui cái gì đấy, gì đấy, thanh niên ngộ không này, thanh niên ngộ không này là cục vàng ngộ không nhá. Bởi vì tôi gặp là 2-3 trận trước rồi, kiểu tôi thắng được 2-3 trận trước của thanh niên này rồi, nên là thanh niên này là cái gì mà gì rồi chị đâu. Là thanh niên của ngộ không này cũng cục vàng đấy mọi người, nhìn như mà tôi không hiểu tại sao bằng một cái tiềm lực nào đó mà mấy thanh niên cục vàng ui lại ra cướp mùa rồi. Mấy thanh niên cục vàng đập thanh niên ngộ không cục vàng này, đập ngộ không ra chí mạng rất ghê luôn. À, trong khi mình cũng lên đồ như người ta mà cũng trang bị như người ta và cách lên đồ giống y hệt nhau, mà ngọc y hệt nhau mà không lên được vàng. Mà không lổ được vàng. Không lổ được chí mạng. Ui thanh niên The Flash bay khá là vào hơi sâu. Rồi vẫn có về được không đây? Không về được luôn rồi. Rồi, thì đối động quay lại với cái gì thanh niên Tulen này cứ thích khè nhau thôi. Thì quay lại đối đầu khách khắc của Flo nha. Thì khắc Flo mọi người chỉ cần lưu ý này, nếu mà các bạn là một người chưa thần thạo thuần thục về con Sinet này thì mọi người có hoàn toàn có thể sử dụng đó là cái nội tại của chứa một nha. Khi các bạn tiến vào trạng thái ngủ đông, con Flo sẽ mất đấy nha, nó mất, nó sẽ kiểu là nó mất vị trí của các bạn. Ui, cái gì ê, mà cứ sạc thuốc hoài thôi. Thôi trượt này, trượt lại các bạn đâu rồi, tem đâu rồi, vào luôn rồi, lụm được hai thanh niên hổ báo vào đáp sự vào cướp bùa. Thì người ta sẽ gọi là mất sai ấy, người ta hay gọi là mất sai ấy, thì nó sẽ giúp cho các bạn có thể né được các cái nhịp phun hoa của lo nha. Khi mọi người đợi con Flo nó hết được tầm khoảng chiêu cuối ấy, thì mọi người sẽ hoàn toàn, mọi người có thể rất là dễ dàng mà có thể bắt được nó thôi, bắt và ăn được nó thôi. Lấy trụ rồi nha, thanh niên khỉ khô này, lấy nhưng mà khỉ nó thủ trụ ghê quá nên là không lấy được luôn rồi. À còn bùa đỏ này, lụm luôn, tiện đường công tác chúng ta lụm luôn con bùa đỏ nha. Đó ui ghê vậy, cho đúng cục vàng nó khác.
Máy đập chí mạng cứ bồ coi. Thì đơn giản chúng ta khắc con phở lo như thế thôi. Còn nếu mà có rất nhiều bạn đang cũng lâu rồi chưa làm clip khắc chế Toulen thì tôi sẽ nói qua với mọi người về Toulen và bộ không nha. Có rất nhiều bạn đang có tình trạng là sợ của Toulen, cả các bạn đang có tục tóc và cục vàng, cục tím, cục xanh, các bạn cũng sợ Toulen. Nói chung là con Toulen này nó là một cái con tướng là chúng ta cầm một xin này khắc là rất là dễ dàng nha, và chúng ta không cần phải lên giáp phép luôn, gặp nó không cần phải lên giáp phép luôn á. Ui ôi cái gì nữa đây, đánh nhau bừa thôi các đồng chí ơi. Tem tôi hình như nó hơi toang rồi, tem tôi là hơi toang rồi, nó bắt đầu nó sang nó xâm chiếm rừng các kiểu rồi. Thì khi đối đầu với con Toulen ấy, mọi người chỉ cần lưu ý là đừng để cho nó chạy là được, mọi người không được để cho nó chạy là được, chứ con Sinet này hoàn toàn có thể khắc con Toulen rất là dễ dàng luôn. Trời ơi, cả team địch nó bắt đầu đi 5 người với nhau. Chúng ta khi vào giao tranh chúng ta cứ lấy đội tại trước rồi nha. Ui, ui ồ, thế mà vẫn trúng được. Cái giáo của nó ảo nhỉ. Thế mà người ta đấy vẫn trúng giáo được. Thì trận đấu này hơi căng. Đó, trận đấu này hơi căng cái này. Mọi người xem một cách khắc thì nó mới dễ. Làm sao để cho mọi người dễ có thể biết cách khắc chế của nó mới là hiệu quả nhất. Ui ồ, gì mà vai ô say nhỉ. Ui vai ô 61. Tất nhiên vai ô ăn được rất nhiều mạng nhưng mà thường như là bắn nó vẫn không đa đa. Tất nhiên vai ô là ăn rất là nhiều mạng nhưng mà nó bắn nó cảm giác nó vẫn chưa ra đa được gì á. Và mọi người lưu ý một điều nhá, là mọi người nếu mà gặp cái phù hiệu tinh linh và phù hiệu đấu khí thì mọi người nếu mà gặp con bài Mina này thì mọi người nên mang phù hiệu đấu khí hơn nha. Mọi người, tôi vẫn hướng cho mọi người nếu mà các bạn nào mà đang tập chơi Sinet ấy thì các bạn nên mang phù hiệu đấu khí hơn nha. Thì chúng ta sẽ có khả năng là giao tranh nó sẽ dai dẳng hơn. Và úi rồi ôi, đòi nhảy làm sao được. Thôi Mina thì bỏ nha, bởi vì chúng ta đang phế mà. Thì đó là còn phụ hiệu mọi người mới tập chơi thì vẫn nên mang phụ hiệu đấu khí cho nó hợp lý nhất nha. Rồi, cái trận đấu này thì team tôi đang bị ép khá là căng, và đấy cả bản thân tôi cũng đánh hơi là khó. Nên là mọi người, tôi sẽ hướng dẫn cho mọi người làm sao để lấy lại lợi thế nha. Với những cái trường hợp như thế này ấy, mọi người muốn lấy lợi thế thì mọi người phải lên lưu ý là mọi người phải lên ăn cho mình đó là các mục tiêu lớn. Nghĩa là không cần thiết, chúng ta đã mất lợi thế thì nó không cần thiết là ăn phải ăn bù con được con tà thần đâu. Tà thần chọn, chúng ta phải chọn là tà thần hay đấy. Chúng ta chỉ có đơn giản là, ui cái gì ấy, ui trời ơi, ghê thế ta, đập căng thế ta, đập hai gậy rồi, ui ồ, thì cục vàng khác nhỉ, đập cháy nhỉ, cái gì mà. Gì mà chát kinh thế, có các cái thanh niên gáy tí kiểu gì, gáy ác quá. Thì những cái trường hợp như thế này mọi người không cần, nên lưu ý là không cần phải quá là ra tranh chấp với một con tà thần hoặc con tà rồng nó làm gì. Cứ miễn là như chẳng hạn, ví dụ như là nó ăn tà thần thì chúng ta ăn rồng, nó ăn rồng chúng ta ăn tà thần, kiểu làm sao mọi người né giao tranh được nhất là có thể nha. Và có xin nét này, hoặc con Sinet này nó đẩy nẻ rất là tốt, nên mọi người cứ tập trung làm sao và có thể mang đi nó đẩy nẻ được nhất là được nha. Rồi kệ mấy tên nhân kia, chúng ta đã thủ cho mình đó là con tà thần này, câu được bao nhiêu thời gian thì câu, nhưng mà vẫn cố gắng câu nha, câu làm sao được đến phút 15. Phút 15 thì như chẳng hạn team tôi thì con có con bài Pai-ô. Ủa khiếp ơi, kiếp đồ như thế kia mà hai gậy. Ui kình gáy bắt nạt tao hả mày. Trận trước tôi lùa thanh niên gỗ không, lùa thanh niên gỗ không, bây giờ trận này nó đi nó bắt, nó bây giờ nó có xanh rồi, nó đi bắt lại tôi này. Ui rồi ôi, nó đập thế này thì chơi bời cái gì. Không sao, nhưng mà cứ bình tĩnh thôi, thanh niên đúng là con cưng là đán thần thánh luôn rồi. Ôi đừng chết các bạn ơi. Ơ lại hay lại hay lại. Chạy làm sao được. Một mạng shutdown nha. Tiếp tục là thanh niên Toulen kìa. Toulen nhưng mà thôi nha.
thiếu máu này thôi. Ra nó giật giật hai cái lôi điểu là chết á. Ai, ui tí chết luôn. Bắt luôn con bài Mina nhá. Mina này chúng ta chỉ cần đánh thường dạng gần hoặc là chết thôi. Đó mọi người thấy chưa? Mina thì mọi người không nên quá là khi solo một mình có Mina thì mọi người không nên dùng chiêu xa nha. Tốt nhất là chúng ta căn máu đấy, các bạn nào không căn máu được như tôi thì mới tập chơi không căn máu được như tôi thì các bạn nên để cho nó là dạng gần để đánh cho nó đau hơn nha. Rồi hay rồi, xem tôi bắt được hai, xem tôi ở trên bắt được một mạng của Tulen, sất đào của mạng Tulen rồi. Thanh niên Flo này tính làm gì đây? Rồi, cướp cái gì? À, ui lại bị trúng giáo rồi. Trời ơi, ui ghê vậy. Hay rồi, Vio ăn được một mạng của Flo là hay rồi. Cố lên mua ơi. Ui rồi. Thế mà không tới nơi. Này này có. Chúng ta cứ cấm chặn tắt chat đi cho nó lành mọi người. Và những trường hợp mà nó gáy như thế này thì nó sành nó gáy này thì tốt nhất là tắt chat đi cho lành. Nhức đầu. Chat nhiều. Mọi người cứ nên tập theo tôi, cứ tắt chat nó mà gáy nhiều, tắt chat đi cho lành, hùng lại bắt đầu nó gáy lại. Mình nhiều khi là cục xúc là chúng ta lại quăng game ấy. Rồi nó ăn luôn được con tà thần rồi. Nhưng không sao, phút 12 rồi, tầm phút thứ 15 thì chúng ta chỉ cần ăn được con tà thần là lật mà. Yên tâm, chúng ta vẫn cứ phải tin tưởng là phút thứ 15 chúng ta ăn được con tà thần là chúng ta sẽ lật được kèo cả trận đấu này. Còn một trụ là vẫn còn thở mà. Bởi vì team tôi ở lết thì cũng có con bài Murat với cả con bài Vio nên là chúng ta cũng không lo cho lắm. Ui cái gì đấy, trời ơi, đau ấy. Mà thanh niên Grack là kéo hơi, ok kìa, vừa bảo kéo không được nhưng mà lại hút đẹp nhưng mà không có ngựa đàn. Quá, múa gắt quá nhờ. Trời ơi, múa gắt quá nhờ. Ghê quá nhờ. Làm sao mà đòi múa. Trời ơi, đầu hàng cái gì. Các ông thần ơi, làm sao mà thua được. Sao mà phải đầu hàng. Vẫn còn con bài Vio. Làm sao mà thua được. Vẫn cứ mất, nhưng mà mất hơi và mất ba đường là dọn lính hơi khổ nhờ. À, thanh niên cũng không. Thanh niên cũng gáy làm sao được. Chạy luôn rồi. Mà bắt tạm con bạn Mina nha. Rồi kéo hay đến từ vị trí của Grack. Đó chết 4 mạng rồi. Thế nhưng cũng không, cũng lụn luôn cho mình. Đó là con bùa xanh rồi. Mà không sao, tầm giờ thì các bạn ấy xanh thì chúng ta ui ghê đấy nhở. Kinh ấy nhở. Đập nên đồ kia mà đập hai gậy chết. Chắc là nhiều ông, chắc là sẽ nhiều bạn sẽ bị gặp tình trạng như thế này, là đập hai gậy chết. Thực ra mà con Ngộ Không nó mà đập gậy đến gậy thứ ba thì đảm bảo với mọi người là nó sẽ là người chết, nhưng mà nó cứ đập hai gậy chết thế này là hơi căng nha. Tầm hơn một phút nữa là sẽ ra tà thần mà tôi đang thiếu nó tầm hơn 1k vàng, nên mọi người tầm lúc này thì mọi người tập trung vào farm nha. Farm làm sao cố gắng có giáp hộ mệnh để có thể khắc được con Ngộ Không khi nó đập hai gậy chết như thế này nha. Chỉ cần nó làm sao, mọi người cứ làm sao, mọi người lên đồ kiểu gì cho con Ngộ Không đập đến gậy thứ ba thì nó phải đập đến mọi người đến gậy thứ ba thì chắc chắn đảm bảo 100% nó sẽ là người chết chứ không phải là chúng ta sẽ là người chết nha. À ui rồi ảo này, thanh niên ảo tưởng này, ảo tưởng làm sao mà ăn được thực tế. Ôi kìa, đây em ơi, đánh đi. Trời ơi, sao chạy hết rồi, hai mạng mà không sao, vẫn lôi được theo mạng của con Slim theo. Á, à, Ngộ Không kìa. Em tôi pha đấy mà. Ui, ra thủ đi vai ơi, bắn đi vai ơi. Cẩn thận Ngộ Không nó vào kìa. Nó hay. Ui tốc biến luôn. Bắn được một mạng rồi. Đó. Vẫn thủ được. Và tôi cũng sắp có giáp hộ mệnh rồi. Đợt này ra là ra con tà thần rồi, phát là có giáp hộ mệnh nữa là đẹp. Đó. Lại đi rồi mày. Tập luôn đi. Tập luôn, mấy thanh niên cứ chát hoài luôn. Đó, tắt đi cho nó lạnh. Ấy kìa, Vio làm gì kia. Trời đất ơi, hai ông thần ơi, lại chết luôn rồi. Mà không sao, Murat lấy lại được một mạng rồi, cũng là khá là ok rồi. Ui, kìa ngộ không kìa. Ngon. Hai đổi hai, ok đấy. Chúng ta sẽ ra tà thần đi luôn các bạn ơi. Ra tà thần đi, trời ơi.
Ủa kìa, ra tà thần kìa, đừng có farm đường giữa nữa, nó ăn tà thần kìa. Trời ơi, cái đến cái này cô vẫn phải ấy à, Floralan kìa. Đến cái này cũng phải vậy à, làm sao mà nó cướp. Đấy, Murat ra cướp được luôn rồi tà thần pha này thì lật kèo là cái chắc rồi. Chấm. Tầm giờ là lật kèo là cái chắc rồi. Đó mọi người thấy chưa? Chúng ta chỉ cần giữ 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 cố gắng trận đấu, người may mắn. May mắn rồi thì cũng có thể lật kèo được thôi. Thanh niên Mina lại thủ sao được, tầm giờ thì thủ sao được. Gáy đi các bạn ơi, giận mà gáy đi. Tập trung đánh trụ nha, tầm giờ thì tập trung đánh trụ thôi. Ba con chùy này nhưng mà có con tà thần này không sao. Mấy thanh niên điện. Ui. Phở lò đó, phở lò chỉ cần nó trượt qua phát là nó chết ngay mà. Đó mọi người thấy chưa? Tầm giờ là lật kèo ngay. Rồi mọi người chắc clip đến đây chắc có thể là kết thúc rồi. Thì mọi người nếu mà thấy hay thì có thể cho Sam một like và đăng ký kênh nha. Và đừng quên cho Sam một subscribe để giúp tôi lên sớm lên được 100k sub nha. Và bye bye, hẹn mọi người ở cái clip tiếp theo. Bye bye. Đấy, chuỗi 9 nha. Đó, trời ơi, nó lại lụi ngay. MVP ngay. Đó, cục vàng luôn. Bye bye.